Xin chào mọi người và nhất là những em trai tuổi Quý Hợi. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái tử vi vận hạn của cái năm Canh Tý 2020 cũng như là vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Canh Tý đối với tuổi của các bạn. Một trong những cái tuổi mà có thể nói là mình nói là năm nay cái năm Kỷ Hợi 2019 là xấu nhất trong lục thập hòa giáp, và điều đó đã được chứng minh rất là rõ ràng với những khó khăn và có khi là mất mát, không còn được cả cái mạng ở trong cái năm này đối với rất nhiều người tuổi Quý Hợi, đặc biệt là nữ mạng ở 6 tháng đầu năm và nam mạng ở 6 tháng cuối năm. Mình có duyên, rất là duyên với cái tuổi Quý Hợi này, và cũng nhận được nhiều cái comment, lời than vãn của cái mọi người, thậm chí là những người đến đây chia sẻ cùng mình. Thật sự mà nói là có người Quý Hợi vốn dĩ đến trước cái năm Kỷ Hợi 2019 thì người Quý Hợi dù là nam hay nữ mạng thì cũng là một trong những người có cái số tốt đẹp, không có nhiều cái xấu, tức là người ta gọi là 1/4 cái tuổi mà Quý Hợi là gặp nhiều may mắn, thuận lợi ở trong công việc, tài lộc, nói chung là cuộc sống không quá gặp nhiều cái bôn ba thăng trầm. Tuy nhiên mà bước vào cái năm Kỷ Hợi thì gọi như là nó hoàn toàn khác hẳn với những cái gì mà mình gặp ở trước đó, nào là khó khăn về tình cảm, khó khăn về công việc, thị phi, ôi chị cha, nói chung là mọi điều, thậm chí là tai bay và gió, có người bệnh rồi có người thì tai nạn và mất đi. Bây giờ thì nói chung như đã nói ở đầu năm của năm Kỷ Hợi 2019, cái năm mà này thì đối với tụi các bạn giữ được bạn đã là thành công rồi, chứ không có nói gì đến cái việc mà mình phải có được cái thành công nào, có tiền tài hay là như thế nào. Và mình như đã nói, mất tiền, mất vợ, mất con, mất nhà, mấy cái đó mình vẫn còn có thể làm ra được, riêng chỉ mất mạng mà không làm ra được, đúng không? Cho nên là đến giờ phút này thì tuy là gặp khó khăn, gặp buồn phiền thì ai cũng khổ cực, nhưng mà phải hãy lấy ra động lực rằng mình còn may mắn hơn một vài người cùng tuổi với mình hiện giờ là đang phải hưởng nhan rồi. Nói vậy đi ha, cho nó dễ hiểu, đơn giản là vậy. Thì năm Canh Tý thì đối với cái người tuổi Quý Hợi nam mạng thì theo mình quan sát, theo mình tìm hiểu thì nó vẫn chưa là một cái năm quay trở lại những cái thành công, quay trở lại những cái sự tốt đẹp đâu. Nó vẫn còn cái khúc mắc nhỏ nhỏ, nhưng thì như đã nói không, cái gì cũng vậy, rớt xuống tới đáy thì phải bò từ từ mới lên. Thì hy vọng rằng là thí dụ như là năm nay có 2 điểm xét về tử vi thì năm tới các bạn có được 4-5 điểm thì nó vẫn tốt hơn là cái năm này. Dù gì đi nữa thì nó không là năm trực thái tuế, cái sao thái tuế mà nó nhập hạn thì không nạn cũng tai. Còn bây giờ qua năm này thì nó chỉ là sao chủ của năm xấu. Vấn đề sao chủ của năm xấu thì mình cũng vẫn có thể là khắc phục được. Mình có thể dùng phong thủy, dùng các cái phương pháp đơn giản nhất hỗ trợ bổn mệnh của mình mà mình vượt qua được. Chứ còn mà trực thái tuế thì có làm nó cũng vậy thôi. Mình nói là trực thái tuế thì là phúc thì không phải họa, mà đã là họa thì đừng có mong tránh. Nó chỉ đến sớm, đến muộn, đến nặng, đến nhẹ là do cái phúc mình sống mà tạo được. Trở lại vấn đề chính thì xét tử vi cho những người Quý Hợi mà nam mạng đó thì sẽ là những cái người mà sinh vào ngày 13 tháng 2 năm 1983 đến ngày 1 tháng 2 năm 1984. Tất cả những người này đó là mình đang nói như vậy ta, là thuộc sự chi phối của Quý Hợi. Tuy nhiên là nếu mà người nào mà sinh trong tháng Giêng thì cái sự chi phối của Quý Hợi nó sẽ giảm bớt, do là chịu nhiều, mình nằm nhiều cái phần ở nhâm tuất ha. Rồi xét về trụ mạng thì với cái người mà đại hải thủy của các em thì mà gặp cái năm thổ thì là tương khắc xấu về bổn mạng, là thổ khắc thủy. Khi mà gặp năm mà tương khắc như thế này thì phúc tinh và tài tinh
rất dễ không có tác dụng tốt vào những cái tháng còn bị rung nữa, bổn mạng nữa ha. Cho nên là cần cẩn thận cái việc bổn mạng sức khỏe không có tốt đẹp. Rồi sao chủ của năm á, thì lại càng không may mắn, là một cái ngôi sao đó kêu là sao Thổ Tú. Sao Thổ Tú thì trong tử vi á, người ta nói là nó sẽ đem lại rối rắm và nặng tai. Tuy nhiên nó sẽ xét về độ mà hung hại đối với nam mạng á, thì nó sẽ nhẹ hơn nhiều cái sao La Hầu mà các em đã phải chịu ở trong cái năm năm Kỷ Hợi này. Như vậy thì sao chỉ là giảm bớt cái sự hung hại thôi, chứ vẫn chưa phải là một ngôi sao tương ứng tốt. Mà sao Thổ Tú á, thì là một hung tinh đối với người nam và Quý Hợi. Sao Thổ Tú này á, là mang đến nhiều điểm xấu này, chủ yếu về công việc vẫn còn rối rắm. Đây là một ngôi sao thuộc hành Thổ nên là nó sẽ khắc mình ha, nó chỉ hợp cho người mệnh Thổ thôi và người mệnh Kim thôi. Thổ Tú thường thì người ta nói là ngoài cái công việc mà nó đem lại gây sự khó khăn cho công việc, là nó rất để dễ dẫn đến người ta đến cái quạt trường và gọi là đáo tụng đình, tức là đáo cái chỗ mà mình phải thưa kiện, miệng tiếng có kẻ kiện tụng mình. Tuy nhiên là sao Thổ Tú thì nó cũng còn có một cái hay của nó là nó hay đem đến cái vận đào hoa. Tự nó đem lại rối rắm mà đào hoa chưa chắc là sung sướng, nhất là đối với những người Quý Hợi ở cái tuổi này thì đa phần đã có thành gia lập thất rồi, cho nên là đem là thì tình cảm đào hoa là còn rối rắm thêm nữa, chứ cũng chả được gì đâu. Cho nên nếu như là các em thì anh sẽ tránh năm nay dính vào tình cảm đào hoa ha, sẽ đem ra phiền hà rất là khó khăn. Hạn thì của năm là hạn ngũ mộ, một trong những cái hạn mà gây ra hao tài bất của. Gặp hạn ngũ mộ thì sẽ hao tài, gặp chuyện bất an, cho nên là không có nên mua những cái đồ mà thấy rằng nó là đồ của người ta phạm pháp mà có, rất dễ xảy ra cái chuyện mà không có hay. Vận niên lại tiếp tục là một vận niên xấu, đó là vận niên trư phùng hỏa, tức là một vận niên là hình tượng là con heo bị đốt đó. Người ta nói là heo quay đó, mà heo quay thì đúng không, heo quay là món ngon chứ bộ, đúng không, nhưng mà món ngon cho người khác thôi chứ không phải là món ngon cho chính mình. Đừng, mình là thịt mà, mình là heo mà, cho nên mà làm việc gì thì cũng phải đắn đo suy nghĩ cái lợi của mình trước, chứ nếu không là mình làm cho người ta có lợi, hy sinh cái bản thân mình làm cho người ta có lợi, nhưng mà họa sẽ vào thân, rước họa vào thân. Công việc dễ gặp nhiều cái sự nóng nảy, đưa đến quyết định vội vàng dẫn đến sai lầm ở trong cái công việc. Nên nhớ rằng là mình cái năm Kỷ Hợi này đang đây, hôm nay là đầu tháng 11 rồi, thì cái sự hung hại của năm Kỷ Hợi đã bớt với cái người Quý Hợi rất là nhiều rồi. Tuy nhiên mình rớt xuống hố thì qua bên năm sau mình cũng phải bò từ từ thôi, đừng có dục tốc bất đạt. Năm nay thua nhiều quá, năm sau thấy là năm nay ổn hơn quất một cái nữa là không còn gì để mà xoay sở cứu vãn. Thiên can á, thì chữ quý gặp chữ canh á, là bình hòa, không có tương hợp, không có tương khắc nhau. Tuy nhiên nạp âm của canh á, là kim, nạp âm của quý là thủy, cho nên nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh. Như vậy thì công việc tươi sáng hơn một chút, có chữ tài lộc nhưng không quá lớn đâu. Đừng có mình không năm 2020 chưa phải là năm mà mình có thể là có những bùng phát được, chỉ là nhỏ nhỏ thôi. Tài lộc vừa đủ chứ không thể là bung lên ở sập hầm rồi mà bung lên là chết đó nha. Rồi địa chi Tý Hợi là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tự khác nhau. Như vậy thì gia đạo tình cảm, nhất là vợ con, không có quá nhiều cái sự xung khắc như là cái năm Kỷ Hợi này. Đó là một cái điều rất là tích cực ha. Đó là nhìn mặt, nhìn vẻ bề ngoài cơ bản của cái tử vi năm Canh Tý đối với người Quý Hợi năm này.
Còn xét xem thử là cung mệnh thì có các sao, có phúc tinh, tài tinh hay là phá bại tinh nào thì mình sẽ phải xét rồi. Với cung cung mệnh của Quý Hợi ở trong năm Canh Tý thì có các sao như là đào hoa nè, phúc đức nè, thiên hỷ, mộc dục. Đây là một cái bộ sao, những cái sao mà chính á, là chủ về là có người giúp đỡ khác phái, trong công việc có tin vui đưa tới, đặc biệt với phúc đức đi sao đào hoa. Nhưng phải là người lớn tuổi hơn mình, chứ còn mà người mà nhỏ hơn mình thì đem lại phúc họa, vì dù sao cũng vẫn có mộc dục ở phía sau cùng. Đó là ha, nhắc lại là cung mệnh có các sao đào hoa là phúc đức, thiên hỷ, mộc dục, thì đây là bộ sao tốt, riêng mộc dục là không tốt thôi. Bộ sao như đào hoa, phúc đức, thiên hỷ thì không, thì chắc là thành công tốt đẹp ha. Cung xung chiếu thì có các sao và thiếu âm, hồng loan, hỷ thần, bị cái sao tử án ngữ, cho nên đây là bộ sao ra ngoài để ý, tới những cái việc không tốt đẹp, có thể là họa hồng loan đem lại cho mình, tức là những cái người mà nhỏ hơn mình ha. Tuy nhiên là có thiếu âm đi trước hồng loan thì bạn bè sẽ là cái chỗ dựa, sẽ là cái nơi mà mình có thể nhờ vả được ở trong năm này. Cái năm Kỷ Hợi mình nhờ nó không thèm nó tới đâu, nhưng mà là nhiều khi năm Tý nhờ nó cái nó ok, tao giúp mày, nó là điều tốt. Cung nhị hợp thì có quốc ấn, hoa cái, long trì, tử, quan phù, lưu hòa, thiên la, tuần. Đây là bộ sao có như quốc ấn, là nếu như mà các em nào đang làm trong cơ quan nhà nước thì đây là một năm rất dễ có sự thăng tiến, khẳng định được vị thế của mình. Hoa cái là một trong những cái người sao đem lại có thể là tin vui về con cái, một năm có quý tử, long trì. Tuy nhiên có quan phù đi tới lưu hà, thiên la. Đây là cái những cái ngôi sao đem đến cái sự rắc rối về việc kiện tụng, việc không tốt đẹp ở đáo tụng đình ha. Tuy nhiên là bị tuần án ngữ sau cùng, cho nên là cũng giảm đi phần nào cái sự hung hại của cái việc dẫn đến mà thừa kiện. Mình tuy là bị thừa kiện đó, nhưng mà mình không hoàn toàn thua đâu nha, cho nên là cái điều này là một điều tích cực. Vì sao? Vì nói thật sự mà nói là trong cái năm mà Kỷ Hợi này thì có rất nhiều các em trai Quý Hợi gây ra cái sự và phải gọi là hậu quả để mà dẫn tới cái năm năm tới phải bị kiện thưa về tài chánh, về đủ thứ ha. Đó là cái điều mà người Quý Hợi nam mạng chưa bao giờ phải trải qua, chỉ có năm nay là gây ra đủ trò hết ha. Rồi cung tam hợp thì có các sao như là Nguyệt Đức nè, ai già ngon ai nha, Nguyệt Đức chết, Nguyệt Đức tuyệt đi trước đại hao, tử phù kiếp sát, phá toái, tuần thiếu dương, đường phù tấu thư suy. Đây là bộ sao chủ về cái sự hao tài, tiền bạc nhiều vào công việc làm ăn, công việc có thể là phải ra tiền để mà cản trở cái việc mà hung hại về cái sự khó khăn. Đây là những cái cung tam hợp, là những cái nói về những cái người mà làm ăn với mình, nói những cái đối tác rồi, chủ yếu có thể là họ sẽ trong cái năm vừa rồi, trong cái năm này đi, năm Kỷ Hợi mình gây ra cái mình làm ăn không được, có thể là gây ra việc này việc kia không tốt cho đấy, thì họ sẽ phải tiếp tục, có thể là họ kiện thưa mình để họ thu hồi nợ, họ có làm như thế nào đó, nhưng mà mình là phải một năm phải ra tiền. Chú ý về cái phần kiếp sát phá toái, nếu mà cung tam hợp này thì làm ăn với những người lạ cẩn thận bị gạt, thậm chí là sẽ mất nhiều lắm, thậm chí là đến mất mạng luôn á, kiếp sát đi với phá toái ha. Cho nên là năm nay với những cái mối quan hệ làm ăn mới mà mình chưa nắm chắc được, không nên đi với họ ở đến những nơi mà có thể gây qua nguy hiểm cho mình. Đó là cái điều mà mình có thể chia sẻ với cái người
Quý Hợi. Như vậy thì rõ ràng là với cái sao kiếp sát phá toái mà đi với đường phù thì cẩn thận luôn cả việc xe cộ đối với cả người Quý Hợi nam mạng ở trong cái năm Canh Tý. Như vậy năm Canh Tý vẫn chưa phải là năm bổn mạng của người Quý Hợi, được bảo đảm chắc chắn rằng sẽ không có nhiều cái hung hại ngoài cái việc là nó tốt hơn năm Kỷ Hợi, nhưng không có nghĩa là nó đang là trung bình hoặc cả, nó chỉ mới là dưới trung bình một chút xíu thôi, chứ không phải là tệ như năm nay ha. Tốt hơn năm nay nhưng không phải có nghĩa là tốt so với những cái năm trước đây của người Quý Hợi nam mạng nha. Rồi đó là cái tử vi, cái gọi là cái nội tại bên trong, những cái phúc tinh, tài tinh, phá tinh, bại tinh mà có ở trong cái tử vi của năm Kỷ Hợi, của năm Canh Tý đối với người nam mạng Quý Hợi. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cái vận hạn 6 tháng đầu năm đối với tuổi của mọi người. Thì ngoài cái việc là coi như là mình hồi nãy giờ là mình tổng hợp cái trung bình của cả năm, bây giờ mình chia ra từng tháng xem thôi là cái tháng đó cộng với trung bình cả năm chia ra là tháng khác hay là cộng. Thí dụ như trung bình của năm mình định hồi nãy giờ anh chấm là 4 điểm, thì nếu như mà cái tháng nó có được 7 điểm cộng lại thì nó chia ra nó vẫn được trên trung bình. Nhưng mà 4 điểm cái tháng có 2 điểm nữa thì nó còn giật xuống, nó còn xấu hơn nữa. Thì mình biết là tháng nào xấu, tháng nào tốt, mình sẽ đưa ra những cái quyết định, những cái sự cương nhu ở trong cái công việc làm ăn của mình. Đúng không? Chắc là có thể nói rằng nếu như nói đúng rằng là Quý Hợi nam mạng sinh năm 1983 của các bạn thì chắc là trước cái năm Kỷ Hợi thì chắc không bao giờ quan tâm, không bao giờ tin rằng mình sẽ có một năm xấu như cái năm Kỷ Hợi ha. Bây giờ thì các bạn bắt đầu có trải nghiệm hơn, có biết rằng tử vi là một cái gì đó khoa học thống kê mà, cho nên là phải biết rằng cái năm nào tốt xấu để mà cương vô trong làm ăn. Mình nhắc lại, các bạn chỉ cần cố gắng để vượt qua cái ổ gà này, cái khúc này, thì các bạn sẽ có cái tương lai ở phía sau rất là tốt đẹp. Các bạn đừng có nản chí ha. Hãy nhớ rằng mình khẳng định rằng số của các bạn là một trong những người tốt số của lục thập hòa giáp, 60 con giáp các bạn là đứng trong top 10 những cái con giáp tốt nha. Rồi đầu tiên hết á, của cái năm Canh Tý 2020 á, tháng Giêng á, tức là tháng Mậu Dần. Tháng Mậu Dần thì nó là một tháng thổ. Đối với cái người mà mệnh thủy của các bạn đó là thổ khắc thủy, tháng khắc bản mệnh, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng. Khi mà tháng khắc bản mệnh rồi năm thổ, tháng thổ khắc cái mệnh thủy của mình thì thật sự là nói rằng là các bạn nên cẩn thận nhiều điều. Vì cái tháng Giêng là đúng rồi, cái tháng ăn chơi ha. Các bạn Quý Hợi thì hay bù khố bạn bè nhậu nhẹt, cho nên là tháng này cẩn thận cái việc xe cộ đối với bạn mệnh của mình. Có những cái ngôi sao có thể gây ra cái sự nguy hại đến với cái sức khỏe và bổn mạng của mình. Có thể nói là bổn mạng của các bạn có bị nguy nan hay dẫn đến chết, chứ không có phải suy yếu đâu. Mình không thăm dò các bạn ha. Thiên can thì rất là tốt đẹp với chữ Mậu hợp quý, thiên can thuộc ngũ hợp, công việc tài lộc thì nhiều hạnh thông. Dù rằng là cái năm cái tháng khởi đầu có hơi xấu về bổn mạng, nhưng mà thấy có tích cực về công việc, có tích cực, có tín hiệu về tiền bạc, công việc mà thấy nó sang một cái trang mới, nó nhiều cái tín hiệu hơn thì sẽ làm cho người Quý Hợi có cái sinh khí đã trở lại. Chứ một năm mà te tua như năm Kỷ Hợi này mà qua đầu năm quất thêm cái đầu năm xui nữa thì chắc là mất hết ý chí, mất hết sinh khí ha. Địa chi thì Dần và Hợi á, thì người ta nói Dần thân tỵ Hợi đó, nhiều người nói tứ hành xung, nhưng thực chất đây là một cặp địa chi lục hợp. Nhóm lục hợp này là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo tình cảm mà còn cho cả công việc nữa. Đúng là cái tháng Giêng là cái tháng mà gọi là sum họp gia đình. Có thể là sau một năm thất bại đi nữa, mình cũng có sự sum họp gia đình ở trong năm mới này, bàn thảo và khởi động những cái mới, đó là một điều rất là tích cực. Với cái tháng Giêng chỉ có bổn mạng là
phải để ý. Còn công việc và gia đình thì quá tốt đẹp đối với người quý hợi nam mạng. Tiếp đến đó là tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch thì là một tháng kỷ mão. Tháng kỷ mão tiếp tục là một tháng thổ, cho nên bổn mạng sức khỏe của tháng kỷ mão cũng sẽ giống như là bổn mạng sức khỏe của cái tháng giêng, và cần chú ý nhiều điều, đặc biệt là nguy hiểm cho bổn mạng của mình. Thiên can thì không tốt đẹp được như là cái chữ tháng giêng, vì chữ kỷ nó khắc chữ quý. Thiên can bị tháng tương khắc, công việc dễ lâm vào cái chuyện khó khăn bế tắc. Cẩn thận cái việc tham tài. Mới đầu năm được cái tháng giêng ngon ngon chút, qua tháng 2 thì sẽ có gặp trục trặc trúng trắc. Cho nên là thôi kệ, cố gắng. Nó dù gì đi nữa nó cũng sẽ không bằng được, không bằng cái sự khó khăn ở trong cái năm này nữa. Dù sao là cái khởi động mới thì có trục trặc. Dĩ nhiên mà tháng giêng thì có thể là các đối tác, các cái nói chung là các chủ nợ chưa dí mình lắm, nhưng mà tháng 2 thì họ sẽ dí mình, làm cho mình buồn phiền, mình lo lắng nhiều điều, thậm chí là họ gây khó khăn ở trong công việc của mình. Tuy nhiên là sẽ phần nào được coi như là mình, như hồi nãy mình nói là trong cái tử vi mà sao mệnh á, trong cái cung mệnh á, thì có được cái sao là có được cái quý nhân giúp đỡ, thì rất có thể đây là cái tháng đó có khó khăn, có trục trặc, sẽ có quý nhân giúp đỡ. Với vì sao? Vì địa chi hợi và mão là giống tam hợp hợi mão mùi, mà khi mà vào giống tam hợp là nó đem lại nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo tình cảm mà còn cho các cái mối quan hệ xã hội, quan hệ trong công việc làm ăn. Hy vọng rằng với cái sự tam hợp này nó hóa giải được tam tai mà, thì hy vọng rằng nó sẽ phần nào khống chế và làm cho cái việc mà khó khăn ở trong cái công mệnh này nó giảm đi. Rồi đó là cái tháng 2 âm lịch. Tiếp đến đó là tháng 3, tháng Canh Thìn. Tháng 3 âm lịch của năm Canh Tý là tháng Canh Thìn, mà tháng Canh Thìn là một tháng kim. Như vậy thì người mệnh thủy, người là hải thủy mà gặp tháng kim là kim sinh thủy, bản mệnh được tương sinh, bổn mạng và sức khỏe tốt. Khi mà bản mệnh được tương sinh như đã nói ở nhiều cái video clip khác thì nó sẽ được lợi về nó cái phúc tinh và tài tinh sẽ vì thế được cái hưởng lợi nhiều hơn. Mà nên nhớ là cái cung mệnh tử vi của mình năm nay phúc tinh tài tinh nhiều hơn là phá và bại tinh. Hy vọng là nhiều cái đèn sáng sẽ làm phá và bại tinh nó lùi đi. Rồi thiên can thì canh quý không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm ngũ hành của canh là kim, quý là thủy, tới nạp âm ngũ hành tiếp tục là tương sinh, cũng giống như là tháng cả năm là canh tí đều là tương sinh cho nạp âm ngũ hành. Như vậy thì đây là một tháng công việc có sẽ có nhiều cái sự tích cực, có chút tài lộc nhưng không lớn, đừng có quá mong cầu nha. Địa chi Thìn gặp Hợi là tự chủ bình hòa, hình không có hình hại cũng không có tương hợp nhau. Ok, như vậy thì là gia đạo tình cảm không có nhiều quá cái sự xạo xáo buồn phiền đối với người nam an. Rồi đó là tháng 3, tiếp đến là tháng 4. Tháng 4 âm lịch của năm Canh Tý là tháng Tân Tỵ. Tháng Tân Tỵ tiếp tục là một tháng kim, như vậy bổn mạng sẽ không khác gì tháng 3, được tương sinh. Kim sinh thủy tốt cho bổn mạng và tốt cho phúc tinh và tài tinh, đem đến tài lộc cho mình. Thiên can Tân Quý thì cũng không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Về mặt tử vi, Tân canh thì kim, quý là thủy, tiếp tục là một tháng được tương sinh về nạp âm ngũ hành của thiên can. Như vậy tài lộc cũng sẽ giống như là tháng tài lộc công danh rồi này kia, cũng sẽ giống như là cái tháng 3. Có thể nói là nếu như các em trai mà cái tuổi quý hợi mà làm trong cơ quan sự, đây là hai tháng rất là dễ có những cái quyết định tăng trưởng về cái tài lộc hoặc là chức vị của mình. Đây là hai cái tháng có thể là chúc mừng các em. Rồi địa chi Tỵ Hợi thì lại là không tốt đẹp,
dần thân tỵ hợi là thuộc nhóm lục xung. Cho nên gia đạo tình cảm của cái người tân tỵ sẽ không tốt đẹp bằng cái tháng 3. Với lục xung như thế này thì gia đạo tình cảm sẽ cẩn thận, coi chừng bị vợ chửi cây gõ với cha mẹ gì đó ha, nhớ cẩn thận. Rồi tiếp tục, đó là tháng 5 âm lịch của năm Canh Tý. Tháng 5 âm lịch là tháng Nhâm Ngọ, mà tháng Nhâm Ngọ là một tháng mộc. Như vậy thủy sinh mộc là bản mệnh bị sinh xuất tháng. Khi mà bổn mạng bị sinh xuất tháng thì sức khỏe bổn mạng nó bị yếu đi, cần cái để ý một chút xíu. Dù sao đi nữa đây là vẫn là cái phần nhẹ nhất của bổn mạng. Rồi thiên can dâm quý thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Không có việc gì quá lớn lao ở trong công việc xảy ra, mọi thứ nó vẫn êm đềm giống như hai tháng trước. Không bằng được tháng tư thôi. Về mặt do là nó không được tương sinh về nạp âm ngũ hành. Địa chi hợi ngọ thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau, cho nên tháng này gia đạo tình cảm chắc chắn sẽ không có gì buồn phiền nhiều. Đó là một cái điều mà có thể nói là tích cực đối với cái người của các em. Có 3 tháng rồi không có bị tương khắc về bổn mạng, tương khắc về nạp âm ngũ hành, là công việc nó sẽ hanh thông đỡ đần hơn rõ ràng trong cái tháng, cái năm Kỷ Hợi này. Tháng cuối cùng của cái vận hạn 6 tháng, đó là tháng 6 âm lịch, tháng Quý Mùi, tiếp tục là một tháng mộc. Bổn mệnh cũng sẽ giống như là cái tháng 5 với thủy sinh mộc, là bổn mạng sức khỏe mình bị sinh xuất nó hơi suy yếu một tí xíu. Vấn đề ở đây là nó sinh xuất như vậy thì nó vừa yếu về bổn mạng, sức khỏe có thể bệnh, có thể ok nó cảm sổ mũi gì đó chút chút, tuy nhiên là nó sẽ không tốt đẹp cho cái việc nó sinh xuất, là nó sẽ làm cho phúc tinh và tài tinh cũng suy yếu đi một chút. Nhưng mà rất may là một điều là cái bổn mạng tử vi của mình ở trong cái cung mệnh tử vi của mình ở trong cái năm Canh Tý này rất là nhiều phúc tinh và tài tinh, cho nên là cũng phần nào không có quá khó khăn đâu. Rồi địa chi thiên can chủ quý của Quý Hợi và quý mùi đồng hàng, công việc tài lộc tốt, không có vấn đề gì cả. Địa chi mùi hợi là thuộc nhóm tam hợp hợi mão mùi, là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo tình cảm mà còn cho cả công việc và các mối quan hệ hưởng ứng lên cho công việc. Đây là một tháng cũng rất dễ gặp quý nhân, dễ gặp những cái người mà đưa ra những cái nhận định tốt, có thể là về tinh thần, có thể là tiền tài cho mình ở trong cái công việc làm ăn. Như vậy thì mình đã tổng hợp xong cái vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Canh Tý đối với tuổi Quý Hợi năm Mạng. Bên cạnh những cái việc không tốt về bổn mạng ở 2 tháng đầu năm, đó là tháng Giêng và tháng 2, mà khác là tháng 2 còn có cái sự tương khắc về cái nạp âm ngũ hành, thì những tháng như tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, 4 tháng còn lại tài lộc, công việc đều có những cái hướng tích cực phát triển, sẽ là phần nào hy vọng nó là sẽ phần nào làm tiền đề để mình lấy lại những gì đã mất, không phải lấy lại phần nào những gì đã mất, chứ lấy lại toàn bộ những gì đã mất ở trong năm Kỷ Hợi thì chắc chắn là không được. Hy vọng rằng là những cái chia sẻ, những cái tổng hợp về thông tin tử vi của năm Canh Tý đối với tuổi của mọi người, của mình, giúp cho mọi người, là một cái hành trang nhỏ giúp cho mọi người có được cái nhận định tốt xấu ở trong cái vận hạn, cái đường đi nước bước của mình trong công việc làm ăn, gia đạo, tình cảm. Mọi người tuổi Quý Hợi, nếu xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống hoặc Phong Thủy và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.